tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 19 từ câu 1 đến câu 10. Sau khi vào Jericho, Đức Giêsu đi ngang qua thành phố ấy. Ở đó có một người tên là Gia-kêu. Ông đứng đầu những người thu thuế và là người giàu có. Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giêsu là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông mà ông ta lại lùn. Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giêsu, vì người sắp đi qua đó. Khi Đức Giêsu tới chỗ ấy, thì người nhìn lên và nói với ông: "Này ông Gia-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông." Ông vội vàng tụt xuống và mừng rỡ đón rước người. Thấy vậy, mọi người sầm xì với nhau. Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ. Ông Gia-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng: "Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi cho người nghèo. Và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn." Đức Giêsu mới nói về ông ta rằng: "Hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Abraham, vì con người đến để tìm và cứu những gì đã mất." Nhiều đệ tử đang theo học thiền định dưới sự hướng dẫn của thiền sư Sengai. Một người trong bọn họ thường hay thức dậy ban đêm, vượt tường ra phố để dọn mát cho thỏa thích. Một đêm kia, Sengai đi giám thị phòng ngủ, thấy một đệ tử vắng mặt và cũng khám phá ra được chiếc ghế đậu cao mà anh ta thường dùng để leo qua tường. Sengai dời chiếc ghế đi chỗ khác và đứng thay vào chỗ đó. Khi anh chàng rong chơi trở về, không biết rằng Sengai là chiếc ghế, anh ta đặt chân lên đầu thầy và nhảy xuống đất. Lúc khám phá ra việc mình đã làm, anh ta hoảng sợ, nhưng Sengai nhẹ nhàng bảo: "Sáng sớm hôm nay trời lạnh lắm, con hãy cẩn thận kẻo bị cảm đấy." Từ đó, người đệ tử ấy không bao giờ bỏ ra ngoài ban đêm nữa. Anh chuyên tâm học tập và trở thành người đệ tử gương mẫu của thầy Sengai. Thiên Chúa không những tế nhị, dịu dàng và nhân từ như thầy Sengai, mà người còn khoan dung, tha thứ và yêu thương những con người tội lỗi. Ông Gia-kêu là một trưởng thuế phụ thành Jericho, một người giàu có vì lạm thu bất chính. Ông bị liệt vào số những kẻ tội lỗi, bị khai trừ và khinh bỉ. Chúa Giêsu không nhìn ông bằng con mắt ấy. Người nước mắt nhìn ông đang ngồi trên cây sung, một cái nhìn thân thiện, có sức cảm hóa tâm hồn, một cái nhìn nhân từ như không thấy tội gì trong ông. Chính cái nhìn đầy chân tình và yêu thương ấy đã khiến ông nhìn lại chính mình và quyết tâm đổi mới. Người nói với ông: "Này Gia-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông." Hạnh phúc quá bất ngờ. Người không chỉ biết ông đang ở trên cây, mà còn biết cả tên ông. Người không chỉ muốn đến thăm, mà còn xin ở lại nhà ông. Ông chỉ có một khao ước nhỏ nhoi là được nhìn thấy người, nhưng người lại cho ông cả một ân huệ lớn lao vượt quá lòng ông mong ước. Ông chỉ muốn thấy kẻ đã chữa cho anh mù Bartimê là người thế nào, nhưng chính đấng ấy lại chữa lành đôi mắt tâm hồn ông. Vâng, chính đôi mắt tâm hồn ông đã bừng sáng, để ông không chỉ thấy một con người bình thường trước mặt, nhưng còn thấy người chính là đấng ban ơn cứu độ, đầy lòng nhân từ và xót thương. Để ông không chỉ thấy tiền bạc là tất cả, nhưng còn thấy cần chia sẻ và trao ban. Ông đã quá vui mừng hứa với Chúa: "Thưa Ngài,
này đây phân nửa tài sản của tôi cho người nghèo. Và nếu tôi đã cưỡng đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn. Và Chúa chỉ chờ có thế để nói với mọi người, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Abraham. Thật vậy, ở đâu có Chúa hiện diện là có ơn cứu độ. Ở đâu có ơn cứu độ là có sự tha thứ. Ông Gia-kêu đã được thứ tha để được nhận lại làm con cái Abraham, con cái của lòng tin, con cái của Thiên Chúa. Và chắc chắn, không ai có thể ngăn cản ông ngồi đồng bàn với Chúa trong bữa tiệc hân hoan ngay sau đó. Chắc chắn, ông Gia-kêu không còn giàu có như trước nữa, nhưng ông sẽ hạnh phúc hơn nhiều. Chắc chắn, thân xác ông vẫn lùn như xưa, nhưng tâm hồn ông đã cao thượng hơn gấp bội. Những người được Chúa tìm đến và cứu chữa bao giờ cũng trội vượt trong nhân cách và kiên vững trong lòng tin. Câu chuyện về ông Gia-kêu có nhiều chi tiết giúp chúng ta hiểu thế nào là hoán cải thật. Ông tích cực đi tìm Chúa. Ông chạy tới phía trước, leo lên một cây sung. Khi nghe tiếng Chúa gọi, ông đã nhanh chóng và vui mừng đáp lại. Ông vội vàng tụt xuống. Ông còn vui mừng đón rước Ngài về nhà. Ông nhìn nhận tội lỗi của mình và còn thú nhận trước mặt mọi người. Ông đền bù những thiệt hại mình gây ra cho kẻ khác. Hơn nữa, ông còn lấy tài sản bố thí cho người nghèo. Hoán cải thật là từ bỏ những tội lỗi, quảng đại đáp lại tiếng Chúa và tổ chức lại đời sống mới. Lạy Chúa, có rất nhiều người cần chúng con nhìn họ với cái nhìn của Chúa. Có rất nhiều người mong chúng con ghé thăm. Xin cho chúng con một tấm lòng khoan dung như Chúa và một tâm hồn quảng đại như Gia-kêu, để cả thế giới này trở nên con cái Abraham và được hưởng nhờ ơn cứu độ của Chúa. Say tình Chúa mãi thôi. Cho con say tình Chúa, một mình Chúa mà thôi. Cho con say tình mến Chúa trong mọi người. Cho con say tình yêu Chúa suốt đời. Một mình Chúa thôi, con yêu Chúa. Mà thôi, con yêu Chúa mãi muôn ngàn đời. Cho con say thập giá Chúa thôi. Cho con say thập giá đường tình Chúa mà thôi. Cho con say tình mến Chúa con một người. Cho con say tình Cha. Tình Cha quá cao vời. Cho con say lời Chúa mãi thôi. Cho con say lời Chúa,
là đường dẫn đời con, cho con say tình mến mến Chúa trong ngôi lời, cho con say lời Cha, lời Cha quá tuyệt vời. Một mình Chúa thôi con yêu Chúa mãi không hề vơi, một mình Chúa mà thôi con yêu Chúa mãi muôn ngàn đời. Cho con say cuộc sống trong hạnh phúc tình Cha, cho con say đời sống theo đường lối của Cha, cho con say tình mến mến Thánh Linh của Người, cho con say tình Cha trong Thánh Linh diệu vời. Một mình Chúa thôi con yêu Chúa mãi không hề vơi, một mình Chúa mà thôi con yêu Chúa mãi muôn ngàn đời. Một mình Chúa thôi